Nhân xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay thì Nhân sẽ cập nhật lại hạ tầng sau Tết 2019 thì dự án Valamita bây giờ hiện tại đây như thế nào rồi. Thì bây giờ ở dưới đây thì cũng có nhiều nhà đang mọc lên lắm, mà hầu như là nhà nào thì cũng môi giới. Thì cũng nhờ như vậy thì cho những cái khách hàng mà người ta đầu tư á thì hưởng lợi, được lên giá, giá nó đẩy lên liên tục à. Còn tội thì tội cho những người ta mua để ở, thì cái giá nó càng ngày càng lên, thì chưa kịp suy nghĩ nữa thì bữa trước gọi cái giá này, bữa sau gọi lại thì giá khác rồi, hoặc là bữa sau gọi lại thì cái nào nó không còn bán nữa. Nghĩ như vậy thì rất tội cho những người dân mà mua để ở, còn lợi thì rất lớn cho những người đầu tư. Thì tính tới tính lui thì đâu đó thì nó cũng cũng vậy thôi, tại vì những người đầu tư thì người ta có tiền, người ta chấp nhận đi trước, người ta sẽ được hưởng lợi. Còn nhiều khi những khách hàng ở thì mình thấy đồng tiền mình chưa đủ, hoặc là vì những lý do gì đó thì mình chần chừ, thì hầu như là khi quyết định mua thì nó sẽ mắc hơn những cái giá ban đầu chút xíu. Vậy thôi mà kệ, mua được là vui rồi. Thì bây giờ Nhân sẽ đi đợt 2, đợt 3 trước cho cái nhà mình tham quan nhẹ cái, xong rồi Nhân sẽ quay qua bên đợt 4. Thì bên đây thì bên phía chủ đầu tư cũng đã san lấp được một phần rồi, nguyên cái quỹ đất lớn này nhưng mà được một phần thôi, thì còn một phần nữa thì Nhân nghĩ là sẽ bán trước một phần, còn lại một phần sẽ bán sau. Mà cái phần bán trước này thì cái giá nó sẽ tốt hơn phần bán sau nha cả nhà. Bây giờ thì nói về cái dự án Valamita này thì nó khá ổn rồi, hầu như là cơ sở hạ tầng hoàn thiện 100% này, điện nước, vỉa hè, cây xanh, đường nhựa, nói chung là khá ok, không còn gì để bàn nữa hết. Nhưng mà mình còn chờ duy nhất là cái sổ hồng thôi. Nó thì hồi trong Tết rồi, bởi vì Nhân nó thật sự nghĩ Tết cũng quá lâu đi, nó rơi vào đúng tháng. Thì khi mà xuống lại thì cái giá ở đây, hỏi lại những anh em cò xe ở đây đó thì cũng hết hồn. Giờ hầu như là cái giá tầm trung là nó có 8, trên 8 triệu hết rồi. Trong hồi năm rồi thì bình quân khoảng 7 triệu. Đó, nhưng mà bữa nay thì thôi rồi đây. Bữa nay là không dưới 8 triệu nữa. Nếu ở đây là được một phần nha cả nhà, thì sau này sẽ bán cái này, nhưng mà thời gian bán này khi nào chưa biết. Còn phía trước mình là có một cái nhà sẵn sức gạch để mà lót gạch vỉa hè cho cái tổng khu của mình á, của bên phía chủ đầu tư luôn đó. Rồi bây giờ cả nhà mình thấy là cái đường mà đi qua bên đợt 4 á, thì phía chủ đầu tư cũng đang đổ nhựa, bây giờ đang gãi dầu hắt rồi đó, chuẩn bị đổ nhựa luôn. Thì đó, thì tiếp tục là những cái bàn đạp để mà đất cứ tiếp tục lên giá, thì hạ tầng ngày càng hoàn thiện thì cái giá bắt buộc phải tăng lên rồi. Thì như cái đường 30, Nhân xin lỗi, đường đúng là đường 36m này nè, thì khi mà nó hình thành đó, đó là cũng một trong những cái lý do mà tại sao lên giá đó. Bây giờ cái đường nó hình thành quá đẹp rồi, từ đây mình chạy bên phía bên đây là trời ơi, chạy nhựa xong luôn rồi, đẹp quá. Phía bên đây là đường tỉnh lộ 823, còn chạy thẳng qua bên kia là tỉnh lộ 9 đó. Là bây giờ hai con đường nó thông nhau cho nên là chạy rất là dễ dàng. Nhưng bây giờ cả nhà mình thấy quá trời đẹp luôn. Hôm bữa để coi, cách đây khoảng 4-5 ngày thì Nhân có bán cho một anh khách hàng ở bên Việt Kiều Nhật á, thì ảnh không có về được cho nên là ảnh nhờ chị gái mình đứng tên. Nhân bán một đền ở trong đợt 4 nè, thì bữa hổm là dẫn chị xuống là cái đường này chưa chảy nhựa, cách đây khoảng 4-5 bữa gì đó, và bữa nay xuống lại thì chảy nhựa xong rồi, quá trời đẹp luôn đó cả nhà mình thấy. Đây là những lý do mà để cho cái đất mình lên giá đó. Lúc người ta mua thì nó chưa có một cái gì hết,
chưa có bất cứ cái gì, nó là mảnh đất trống này, chả có cái gì. Còn bây giờ thì nó hoàn thành rồi, vỉa hè cây xanh điện, rồi đường thì đường thảm nhựa, quá tuyệt vời. Đó thì đầu tiên thì Nhân sẽ cập nhật cho mình thấy được cái hạ tầng, còn thứ hai là Nhân nói về cái giá cả để khi mà chỗ quá cho cả nhà thông cảm Nhân nha. Thì Nhân nói cái giá sơ sơ, giá tầm trung để cho cả nhà mình thấy được, nghe được cái giá đó, để mà có thể là khi mình xuống đây mình mua là mình có thể dò giá, tức là mình có thể liên hệ nhiều người, nhiều sale, nhiều cò để bạn nào mà chào cho mình cái giá tốt nhất thì lúc đó là mình sẽ giao dịch. Thì Nhân cũng nói luôn là khi tất cả người khách hàng mình đầu tiên mình mua một dự án á, của chủ đầu tư thì hầu như cái giá cả là đều bằng nhau hết. Nó nguyên một lốc thì cái giá chẳng hạn như là 8 triệu một mét thì nguyên lốc nó 8 triệu một mét hết. Nhưng mà khi khách hàng bán lại rồi đó thì cái đó lúc đó nó sẽ là vô giá. Tức là có những khách hàng bán cái giá rất rẻ là do người ta kẹt tiền. Còn những khách hàng người ta rao bán cái giá rất là mắc thì khi nào gửi sale, gửi cò, khi nào mà em bán được chạy thì em bán, còn bán không được nó cũng chả sao. Đó, cái kiểu như vậy. Đó, cho nên là mình phải tìm nhiều bạn sale, nhiều bạn cò để mình liên hệ xem là những cái bạn đó, bạn nào mà có được cái khách hàng mà kẹt tiền gửi lại với cái giá tốt nhất thì mình sẽ giao dịch, mình sẽ mua. Còn tất cả trong đây thì cái hình thức về cái mặt pháp lý, mặt giấy tờ thì nó đều giống nhau hết, y chang nhau hết, nó không khác chút nào hết nha cả nhà. Cho nên là mình cứ an tâm với mặt giấy tờ. Mình mua lại một cái dự án nào đó là mình chỉ duy nhất là mình tìm làm sao cái giá nào mà nó hợp lý nhất đối với mình thì lúc đó mình giao dịch. Rồi có một cây cột đây rất là hài nha cả nhà, nằm giữa đường luôn. Thì ở đây là cây cột này là nó của khu công nghiệp. Nó còn cái đường điện của mình là đường đó. Đó, đường điện của mình ha. Là có đèn luôn. Đường điện của mình đó. Còn ở bên đây là của nhà nước. Thì sau này cái đường này là nó nối dài ra ngoài bên bên tỉnh lộ 823 luôn. Nhưng mà cái thời gian khi nào làm thì cái đó Nhân không biết trước, nhưng mà trong cái quy hoạch, cái thông tin của bên chủ đầu tư thì nó đã có. Rồi Nhân cũng chia sẻ cho cả nhà mình chút xíu về cho những cái khách hàng nào mà cái kiểu như là mình mua là mình quá quen rồi, mình Nhân đầu tư rồi, thì mình mua những cái bạn sale đó, thường là lên tư vấn tại nhà rồi xong là mình cảm thấy cái vị trí mình ưng ý, mình ok là lúc đó là mình mua luôn đó, chứ mình không có cần cái co đất. Và Nhân gặp cũng rất là nhiều khách hàng như vậy, tức là thứ nhất là họ đã biết về cái dự án, thứ hai là họ đã tin tưởng những cái bạn sale như vậy đó, thì lúc đó là họ chỉ cần là nhìn trên sơ đồ và chọn vị trí là mua thôi, chứ không cần xuống cái đất luôn. Thì nó có một cái như thế này, mình sẽ dân đầu tư đó, thường thường người ta sẽ rất là sợ dính cống bán lại rất là khó. Còn năm đường thì không nói rồi nha cả nhà, năm đường thì chuyện nó đương nhiên là khó bán nè. Rồi thì bây giờ là trong một cái dự án thường á là mình sẽ xin cái bản vẽ của chi tiết á, hoặc là mình cứ để ý cũng được, là nó sẽ là cách nhau 50 m. Trong một lốc 50 m nó sẽ có một cây cống, nhưng chỉ là một cây cột điện hoặc là một cái cống đó, thì mình cứ căn cứ. Thường nhất là cái cống nó sẽ bắt đầu từ cái lô gốc, thường thường cái lô gốc nó sẽ là dính tới hai cái cống rồi và một cây cột điện. Thì đó thì mình cứ tính chẳng hạn như bây giờ ở cái lốc đó là nó ngang 5 m đó, thì bây giờ là mình sẽ tính từ lô gốc mình đếm vô khoảng chừng 5 lô, tức là 5 lô là khoảng chừng 25 m đó. Thì trong vòng 25 m đó trở lại cái lô gốc, thì trong tất cả những lô đó thì mình chọn lô nào cũng được, tức là nó sẽ không dính cột điện hoặc là nó sẽ không dính cống đó. Còn mình chọn cái kiểu mà tầm khoảng lô thứ 10, tức là nó giữa những cái lốc ấy cả nhà, thì tính từ cái lô gốc mà đếm vô khoảng 10 lô đó thì nhiều khi là nó sẽ dính cống đó. Đó cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ để mình Nhân chia sẻ cho cả nhà mình. Và thường nhất á, hầu như tất cả những dự án đều là 50 m, cách nhau 50 m là có một cây cột điện và có một cây cống. Tại vì thường thường là khi mà mình mua xong á, với lại nhiều khi mấy bạn sale cũng chưa để ý cái lô đất mình bán á, nhiều khi cũng coi sơ đồ thôi, chưa có coi đất á,
thực tế. Thì đâm ra khi mình chạy xuống á, xong cái mua bán rồi xong hết trơn rồi, tới từng chạy xuống cái dính cống. Tới dính cống cái mình lúc mình bán thì nó cũng ok thôi, nhưng mà nó sẽ bị giảm giá chút xíu, chẳng hạn như là nó rẻ hơn những lô kế bên khoảng 50 triệu, 20 triệu gì đó, kiểu như vậy. Và như thế này, mình nói về cống thì cũng có hai dạng khách hàng. Thì một khách hàng là người ta rất là thích mua đất gần cái cống, hoặc là đối diện ngay chân cái lô đất mình luôn có cái cống á. Cái lý do là dành cho những người mà buôn bán hoặc là sản xuất, những buôn bán đồ ăn sức uống, hoặc là sản xuất về những cái đồ mà có chất thải á, thì họ rất là thích ngay cống. Tại vì họ đem đồ ra, đồ chất thải đâu ra đó, họ thải xuống cống luôn, thải xuống cống luôn, rất là tiện. Còn mà cống nó hơi xa xa một xíu thì phải đi, rồi hoặc là đổ chân trước nhà người ta không cho sao, nó bất tiện. Còn những người ở thì sao, mình ở thì nhiều khi là nó bị như thế này, mình dính cống thì nó bị hôi thối. Nhưng mà giờ đa số cả nhà mình biết không, là cái cống nó đặt ngoài lề không à, tức là đặt ngoài vỉa hè không à, cho nên là nó cũng không có tới nỗi nào, không có tới nỗi nào mà nó thối vô tới cái nhà mình hoặc hôi tới nhà mình được. Tại vì nhà mình cất thì mình tối mình ngủ mình đóng cửa lại mà đó, cho nên nhưng mà không có cống thì nó vẫn sạch sẽ hơn. Cái đó là nhân vẫn chấp nhận, tại vì nhân mua đất nhân cũng thích cống nữa. À, cống chỉ dành cho những người kinh doanh ha. Rồi bây giờ thì đã hết một vòng của cũng chưa hết đâu, nhưng mà nhân chạy những đường chính thôi của dự án Bala Vista. Thì nhân cảm ơn cả nhà mình đã xem video của nhân, và cả nhà mình hãy là nhấn nút like hoặc là nhấn nút đăng ký kênh của nhân để xem được những video sau. Mình cứ tìm hiểu đi, biết đâu là có một lô đất hoặc là một cái dự án nào đó nó phù hợp với cái vị trí mình đang tìm, và thứ hai là phù hợp với cái tài chính của mình, thì lúc đó cứ gọi cho nhân tư vấn cho cái nhà mình nha. Và cái cuối cùng là cả nhà mình sẽ vào cái trang web của nhân là nguyentrungnhan.com.vn, hoặc là nhân để cái đường link ở phía dưới cái phần mô tả đó, thì cả nhà mình vào đó để xem tất cả những dự án mà nhân đang bán. Thì mình quan tâm dự án nào thì cứ alo cho nhân số điện thoại trên màn hình nhé. Rồi, nhân xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video, và chúc cho cả nhà mình khi xem những video của nhân, tham khảo video của nhân, thì có thể đầu tư những nơi khác mà có một cái lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều so với lúc chưa gặp nhân. Rồi, nhân xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.